tên Phan Minh Quân, pháp danh Nhật Hoàng, nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng và nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng, xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay chọn đời chọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp, con nguyện sử dụng 100.000 phương tiện dẫn dắt khiến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng tại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hằng nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mà giữ hộ cho con cùng hết thảy muôn loài được an lạc, mọi việc như ý, trí hệ mở mang, mọi nghiệp chướng thể đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo rồi điều sẽ mau chấm thoát ly, sinh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện phẩm thứ ba, quán chúng sanh nghiệp duyên. Một, Phật Mẫu thưa hỏi. Lúc đó Đức Phật Mẫu là bà Ma Gia phu nhân chắp tay cung kính mà hỏi ngay Địa Tạng Bồ Tát: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm tạo quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hay nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hay nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hay nơi có Phật Pháp, nơi không có Phật Pháp, nhận đến bậc thanh văn và bích chi Phật, vân vân, cũng sai khác như thế. Chớ chẳng phải riêng tòa báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma Gia phu nhân là bạch cùng Bồ Tát rằng: Tôi muốn nghe tòa báo trong cõi Diêm Phù Đề chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thanh Mẫu, trong mong Ngài lắm nghe nhận thấy tôi sẽ được nói việc đó. Thanh Mẫu bạch rằng: Xin Thánh giả nói cho. Hai Bồ Tát lược thuật. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thanh Mẫu rằng: Danh hiệu của những tòa báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây. Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kỳ đó phải đọa vào vô gián địa ngục mà đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác, làm tâm Phật bị thương chảy máu, kinh chê ngôi tam bảo, chuyện kính kinh điển cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào ra khỏi được. Hay có chúng sanh sanh tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, hay tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hay giết hay hại, thì chúng sanh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như cái chúng sanh giả làm thầy sa môn kỳ thật, tâm chẳng phải sa môn đặc dụng của thân dụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàm bạch y, tạo nhiều điều tội ác, hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hay có chúng sanh trộm cắp nhận ta vật lúa gạo, đồ ăn uống y phục vân vân của thân dụ cho đến không cho mà lấy một vật, kỳ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thanh Mẫu, nếu có chúng sanh này phạm những tội như trên đó thì phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián, cầu tạm ngừng sự đeo khổ chân khổ một niệm cũng không được. Bà Ma Gia phu nhân là bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát: Thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thanh Mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Tiếp Phi lớn có 18 chỗ, thứ kế đó 500 chỗ, danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế lại có 1.000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp phàm ngục thành hơn 8 muôn dặm, thành đó thuần bằng sắt cao đến 1 muôn dặm, lựa chế trên thành không có chỗ nào hở chống. Trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác, riêng có một sở ngục tên là vô gián. Ngục này cho vi 1.800.000 dặm, tường ngục cao 1.000 dặm, toàn bằng sắt cả, lửa cháy hừng hở, hực hở suốt trên suốt dưới. Trên tường ngục rắn sắt cho sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thời tự lái thân mình nằm đầy chặt kẻ giường, đến nhìn muôn người thọ tội cũng đều tự lái thái thân của mình nằm chặt kẻ trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra. Nó cảm vời như thế là những người tội chịu đủ sự khổ sở trên nghìn quỷ dạ xô cùng với loài ác quỷ, riêng nanh miếng nhọn giường gươm, cặp mắt chó sáng như chóp nhóm, móng tay cứng như đồng, móc ruột mềm chặt. Lại có quỷ dạ xô khác cầm chìa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, hay đâm trúng miệng mũi, hay đâm trúng bụng lưng, rồi dồi lên trên không, lá chìa hứng lấy để lại trên giường,
lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội, lại có rắn sắt cắn đầu người tội. Nơi lắm đốt khắp trong thân thể đều lấy đinh dài đấm xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cày bừa trên đó, lôi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, da sách nắm đỏ vẫn lấy thân người tội, một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại. Do vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế, trải qua ức kiếp không lúc nào ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hỏi thì sinh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đã hư hỏi thì lại sanh vào cõi khác nữa. Lúc cõi khác đã hư hỏi thì cũng xây vòng sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong thời sanh trở về thế giới này, những sự tội báo trong một vô gián như thế đó. Lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? Một, tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngớt nên gọi là vô gián. Hai, một người tội thân đầy chặt cả địa ngục, nhiều người tội mỗi thân cũng đều chặt đầy cả địa ngục nên gọi là vô gián. Ba, những khí cụ để hành hình tội nhân như dĩa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, gối giả, gối xây, cưa, đục, da mát, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, cha sống, niền dầu, nước sắt, nắm, rưới thân, đối thời ăn hòn sắt, nắm, các thời uống nước sắt sôi. Từ năm chọn kiếp đến vô số kiếp nhận sự khổ sở nói nhau luôn, không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gián. Bốn, không luận là trai hay gái, mường máng, mọi rợ, dạy dĩa, sáng hèn, hoặc là rồng, là trời, hoặc là thần, là quỷ, hệ gây tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. Năm, nếu người nào bị đổ vào địa ngục đó, thì từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày đêm, muôn lần chết, muôn lần sống lại, muôn câu tạm ngưng, chừng một khoảng niệm cũng không đạt, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đạt thọ sanh. Do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát Thư Thánh Mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế, nếu nói rộng ra thời tên của những khí cụ để hành tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó, cho đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, không xích lo rầu, bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Đệ tử con tên Pha Minh Quân, pháp danh Nhật Hoàng, nghĩa đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha.